Trước đó, trong sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt hơn 2.200 cán bộ cấp đại tá, thượng tá, lãnh đạo chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trên địa bàn thành phố. Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Đồng thời thông báo tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố trong năm 2022 và khẳng định những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang. Trong bài phát biểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Các thế hệ đi trước có quyền tự hào và vững tâm về thế hệ hôm nay đang tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội anh hùng. Truyền thống trung thành, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố anh hùng, kế thừa và ra sức xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và sự tin cậy kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2022, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, sát với đặc điểm tình hình địa bàn thành phố, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, sau 2 năm cùng các lực lượng trên tuyến đầu chống COVID-19, năm 2022, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tiên phong, đi đầu trong phòng chống thiên tai. Xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim, người lính, cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh ngày đêm dầm mình trong mưa lũ, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tại địa phương, các cán bộ quân đội cấp tá tuy đã nghỉ hưu, nhưng vẫn đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Trong thời gian đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố đã đề ra, tạo ra động lực mới, khí thế mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác của năm 2023 đã được Thành ủy xác định. Đó là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố rất mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia, góp ý, đóng góp và sự ủng hộ của các đồng chí trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Mong các đồng chí luôn mạnh khỏe và tiếp tục đem những bản lĩnh, kinh nghiệm, kiến thức của mình để đồng hành cùng với thành phố trong thực hiện các phong trào thi đua nước tại cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ trong các tầng lớp của nhân dân. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới năm 2023 và đón xuân Quý Mão, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin trân trọng chúc mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dịp này, 10 cá nhân, nguyên là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì, hạng ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.